Hai chào Tuấn. Thì nói chung là mình mới gắn thêm cái mắt giả cho nó rồi. Bữa giờ nhìn không có sáng suốt nữa là gắn vô thêm để nhìn cho nó thấu rõ được sự tình thôi chứ không nhỉ. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em và cũng giải hết luôn với anh em là nhiều anh em nói á, mình thì mình có một chút thiên vị và phân biệt không hề nhẹ đối với những con chim. Thì thật sự mà nói á, tùy theo con chim mọi người, tùy theo loại chim và dòng chim nó như thế nào. Nhưng không phải là mấy con này mình bỏ vào lăng vào lóc mà mình không có chăm sóc kỹ, mình vẫn có chùm này che kia rất là nhiều nha mọi người. Chứ mọi người đừng nói là mình bỏ vào lăng vào lóc, cái này mình đi mua bằng tiền, còn cái kia là sản phẩm ở nhà mình đúc ra chứ không có phải là không quý không gì nha mọi người. Tại vì mấy con này nó rất là khỏe, anh em để nó như thế nào cũng được, nhưng mà đặc biệt một cái là không để gió nó lùa thôi, là tối nó ngủ mà mình vẫn che bình thường nha. Cho nên là mọi người đừng có nói là mình phân biệt chủng tộc hay là kia, không có. Nói chung là mình không có gì hết, con nào mình cũng cưng cũng thương hết đó, lúc nào không phải cho ăn hết đó mọi người. Chứ không phải là con nào quý, con nào ấy ha. Để mình nuôi này mình chơi, mọi người thấy nó há họng nó như là một cái hạm đội này, làm sao mà nó có vấn đề gì đâu. Tụi này rất là khỏe, anh em nuôi nhồng và dưới lại quả thông rồi anh em cũng biết rồi đó, nó khỏe lắm. Thì nói chung là mình sẽ cho tôi ăn xong một xíu mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em, tại vì rất là nhiều anh em hỏi mình rồi mấy cái vấn đề nó về chim nè, rồi về cách nuôi như thế nào nè, rồi cho ăn uống thì mình thấy cũng khá là nhiều, thì cũng lâu rồi mình không có làm cái CD đó, cho nên là mình quay lại tiếp tục thì mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em ha, chứ đỡ nhiều anh em thắc mắc hồi kia nghe nè. Rồi nói chung là thì mình trả lời chủ yếu là cũng mang tính chất tham khảo thôi nha anh em, chứ cũng không có gọi là mình nói đúng để cho anh em, nói chung là cũng không chính xác đâu. Thì đây là những cái mà gọi là nó ở quen của mình thôi. Nếu em hỏi mình mấy con khú cho bò mình có bán không thì nói chung là có mọi người. Mình vẫn có nhận cọc tiếp và mình cũng có là chia lại những con hiện tại đang có, nhưng mà cái tùy con, ví dụ con mình đã nói anh em rồi, đẹp xấu hay này kia nọ rất là nhiều cái mọi người. Có bạn hỏi mình á là bạn Trung Năm là anh ơi, cho em hỏi khú em ghép được 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy đẻ, anh chỉ cách em với. Thế cho mình cách thì mình cũng chia sẻ với anh em rồi á, là trên YouTube của mình á, nó có rất là nhiều kiểu lồng, lồng vuông có, lồng tròn có, và lồng bằng xi măng có, lồng sắt có, lồng kẽm có, và làm như thế nào và bố trí ra sao cũng nằm ở trong video của mình luôn. Thì bạn cứ chịu khó lên trên kênh YouTube của mình tìm xíu ha. Một bạn có tên là Oánh Phan bình luận lúc 9 giờ trước là anh cho em hỏi xíu, em có con khú trống nuôi được cũng được gần năm rồi, nhưng vừa rồi chim em bị đau mắt ra, em bắt ra 2 ngày, ngày đầu để nhổ thuốc và ngày thứ hai cũng vậy, sau 2 ngày thì hết đau mắt mà con chim mồi của em giờ nó lại ít hót, và liệu có bị hoảng không bạn, có ảnh hưởng gì tới chim không bạn? Mình không biết đây là con khú mồi hay là con khú gì nha. Tại vì ở đây thì hỏi là một con khú bị đau mắt, và cái dưới thì hỏi mình là con khú mồi.
Thì nói chung hiện tại bây giờ đang mùa hay là đang vô mùa mưa thì cũng có thể là con chim nó đang bắt đầu nó yếu lửa, tụt lửa dần. Và con chim bị hoảng hay không á là do mình chăm không người. Cho nên mình thấy nhiều con chim mình bắt ra ăn đùng đùng vậy. Nhưng mà một khi mình và người chăm tụi nó thì tất nhiên là con chim nó sẽ không có sợ gì đâu mọi người. Cho nên nó là anh em cứ bình thường chăm vô mồi kỹ lại xíu và mình thuần nó lại bằng cách đó là mình đi ngang qua lại mình cho sâu dế ăn. Thì cái đó là cách của mình thôi mọi người. Những con chim mà mình bắt mọi thấy mấy con chim thuần hay chim thi mình cũng lụm đầu bằng tay ra bình thường đó, mình chả sợ con gì này thôi đó. Bạn ở cho mình hỏi chim phú già rồi học được giọng nữa không, chim nhà mình hót tội quá. Thì nói chung là nó già rồi thì nó như vậy mọi người, học thì cũng có thể là học được vài tiếng nữa, chứ còn mà kêu bằng học như mấy con phú non này kia giọng nó dài, mà đặc biệt cái con giọng dở rồi nên dài kiểu gì nó cũng vậy à, nó không hay được. Tại ăn khô nó chất giọng của nó yếu là nó sẽ yếu ra con chim rồi mọi người, cho nên là không thể nào mà học được đâu mọi người. Ví dụ anh em nuôi con chim đó khoảng chừng 3 năm rồi 4 năm nó yêu mà nó nghe tiếng ở ngoài cũng con khác nó hót á, nó vẫn có thể là nó học theo được hót, nhưng mà cũng là hót cũng sơ sơ thôi, cũng không hót nhiều lắm đâu mọi người. Chứ không phải là nghe con này học bắt cô trái cột là con đó cũng học bắt đâu, không có đâu mọi người, tùy con, mỗi con sẽ nó có độ tiếp thu nó học như nào nó ra sao thôi. Anh ơi cho em hỏi cặp chích chè lửa đẻ ấp khoảng 10 ngày mà mái bỏ không ấp nữa là sao, em mới tập ghép đẻ hả? Mấy con chim mà nó ấp như thế rồi 10 ngày này mình không biết là tính từ như nào ha, từ cái quả trứng đầu tiên hay là từ cái lúc nó nhầm vô ổ nó ấp. Nếu mà từ lúc nó nằm vô ổ nó ấp á thì coi như là những quả trứng này nó đã hư rồi mọi người, đúng không? Cho nó đẻ 4 trứng đi, thì đẻ 4 trứng nó sẽ là 4 ngày và thêm 10 ngày nó là 14 ngày, nó đã quá ngày không nở rồi, coi như là quả trứng nó lấy đi. Và cái nguyên nhân á mình phải tìm hiểu đầu tiên á, đó chính là mình có người chủ có vào trong đó tổ hay thường xem thường xuyên hay không. Cái hai nữa là tối ở trong đó có con gì nó hay chọc phá hay là nó có ra vô, đặc biệt như là thằng làng gián chuột là mấy con đó ha, là nó có ra vào thường hay không hay là gì đó rồi phải kiểm tra. Nếu mà vẫn gặp những cái trường hợp những con đó thì tốt nhất là mình phải tiêu diệt với con đó thôi mọi người, chứ đâu có để nó khơi khơi được, đúng không? Thì như vậy thì nó sẽ ok cho tổ hơn. Và cái nữa, nếu mà khắc phục từ mình hay ra vô xem nó thì mình cũng nên hạn chế đi. Mình nói rồi, mình những cái con nào mà anh em nuôi thuần rồi và nó biết được mình biết được cái tập nết của nó là nó rất là thương con hay gì kia, thì khi mà mình ra vào á thì mình cứ bình thường. Còn khi mà anh em mới ghép á thì anh em tốt nhất là đừng nên tò mò. Nói chung là tò mò cũng không tốt. Khi nào mà chờ nó đẻ có sản phẩm rồi thì lúc đó anh em phải tò mò. Nhiều khi có những con nó rất là trứng, ấp con nở ra mình dần về bữa sau nó gấp con dục, thì cái đó là chuyện bình thường thôi. Mà gấp con dục thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp nữa, chứ không phải là do con chim nó bị động không, do thức ăn thiếu nè, do nói chung là do tác động bên ngoài nữa, do môi trường. Ví dụ mà ở xung quanh đó, họ làm ồn quá hoặc là động quá gì kia đó, nó cũng quăng con quăng trứng tép. Với lại một cái nữa, một khi chim con nở thì anh kia hỏi thì giờ nên cho ăn mùi gì và cho ăn như thế nào. Cho ăn mùi gì thì mình đã nói anh em rồi, mình có cái gì mình cho ăn cái đó, mà tất cả đều phải là mùi tươi 100%, chứ anh em đừng bỏ cám vô chim nó sẽ không gấp cho con ăn đâu. Và cho ăn như thế nào cho ăn như thế nào là mẹ nó cho ăn, chứ sao mình cho ăn được. Mình chỉ cho chim bố, mình bỏ phần vào cho chim bố mẹ nó gấp thôi. Nhưng mà tốt nhất nếu đây nuôi chim non thì tốt nhất mình nên bỏ thức ăn dư nhiều một xíu. Và kể cả lúc mà nó chưa đẻ cũng vậy, mà khi mà nó là đẻ và có chim non cũng như thế. Và nhưng mà nó có chim non thì cái lượng màu nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Còn ví dụ anh em bữa nay anh em bỏ thấy lạng giới đi và anh em thấy hết, thì ngày mai mình sẽ bỏ lạng rưỡi. Nếu mà bỏ lạng rưỡi vẫn thấy hết thì bỏ thêm 2 lạng. Đó, mình cứ bỏ nới lên vậy mọi người, chứ đừng có giờ hả bỏ mua 20 ngàn chứ được như ta, 20 ngàn được lạng mấy, tại giới giờ là 120 ngàn ký rồi, có chỗ bán tới 200 mấy. Thì đó, thì như vậy anh em cứ bỏ vô mình thấy dư được. Mà tốt nhất là mình thay vì mình mua 20 ngàn mua luôn 40 ngàn đi, bỏ vô cho nhiều xíu,
đó, để cho nó ăn đó. Mình thấy nó dư nhiều quá phải không, thì mà nghe mai mình ngắt bớt lại một xíu là vừa. Nhưng mà nói chứ tốt nhất là để dư vậy mọi người, thậm chí nhiều con nó sẽ nói chung là nó sẽ ăn rồi nó lớp bỏ nó mọi người, chứ không phải không vậy đâu. Thôi kệ, chịu cực. Những con chim sinh sản thì em cũng biết rồi, nó không có sung sướng gì đâu, nó sẽ tốn tiền rất là nhiều thứ, tép nó sẽ tốn rất là nhiều thứ mọi người, thời gian, tốn công, tốn của và tốn. Cho nên là những anh em mà không ghép á, thì mấy anh em đã nói rất là dễ, thì mình hay nói thì cứ ghép thử đi rồi sẽ biết được cái kết quả, thành quả của mình nó như thế nào, thì anh sẽ cảm nhận. Nhiều khi á, hồi đầu nói những anh em mà dùng mà mấy cái thuốc mà nó không có đúng ấy á, thì rồi nó vô nó ảnh hưởng con chim còn này kia nọ, rồi có nhiều người họ tiêm thuốc nữa, thì nói chung là mình thấy thì cũng không cần thiết mấy cái đó đâu rồi. Thì khi mà anh em nuôi mà sản phẩm tự nhiên bình thường nó vẫn được, nhưng mà như vậy rất là vui đúng không mọi người. Mình không biết sao nha, chứ mình cho mình đến hiện tại bây giờ khi mà mình thấy chim đẻ mình vẫn còn vui mọi người, hoặc là mình cứu sống một con chim nào đó mình rất là vui, chứ mình không nói cứu sống nó bình thường cãi nó không gì đó không mọi người. Mình thì anh em cũng thấy, anh em nuôi chim mà anh em sẽ thấy được cả là anh em quý và yêu thương nó như thế nào, mặc dù nó cũng là một cái máy để ra tiền cho mình nữa nó đó mọi người. Cho nên là mình phải trân trọng nó, và cho nên là một khi á, nhiều lúc mình bệnh mình không uống thuốc, nhưng mà đối với chim của mình á, dù bệnh hay không mình vẫn có thuốc mình đã dành dự trữ đó sẵn mọi người. Còn như mình bệnh thì mình muốn mình ra mình mua cũng được, muốn được có sao đâu, mình cũng từ từ hết. Nhưng mà tụi nó khi mà mình thấy nó bệnh là tất nhiên là phải có cái dự trù để sẵn liền mọi người, chứ mình không có là để là nước tới chân mới nhảy. Chỉ có những cái bài thuốc mà mình không biết thì mình mới để cho nó lâu mình đi kiếm thôi. Mà có những trường hợp bắt cả tháng thì mình sẽ chạy ra tiệm Phú Y mọi người, tại vì nhà mình đây xuống tiệm Phú Y chỉ có 10 phút thôi, 5 đến 10 phút thôi là mình chạy rất là nhanh. Tép thôi, để mình đi thả nó cái mình ấy mọi người, nó quậy quá, nó la y như là cái chịu coi nhìn đói á. Tự nhiên không ai quăng chi là cực khổ ghê luôn á. Ông nào mà coi video của mình lụm con này giờ lại đi rồi trả tiền thuốc cho mình thôi, còn không mình tặng luôn cũng được nữa, gì đâu mà nó la nó phá sùm hết. Đi ra ngoài kia chăn nhanh lên đó, cái con chó búp này nè mọi người, thì không biết ai dục á, thì giờ được thì ẩm nó về lại đi. Rồi tình trạng nó như thế nào lúc đầu á, anh em mô tả đúng thì mình cho ẩm về thôi. Thì sao ta, hình như là chắc mình cũng nói hết rồi chứ không còn gì hết ta. Thì nói chung á là nuôi chim sinh sản có như thế thôi. À đúng rồi, cái thuốc kích trứng của mình về có rồi nha mọi người. Nói chung là bữa giờ mình cũng chia cho những anh em mà sử dụng rồi, thì anh em nào dùng rồi thì anh em cũng có thể biết được. Cái đó thì chủ yếu là nó bổ trợ cho con chim của mình thôi, chứ không có sao ta, nó phải là thằng dược đó. Thì câu này cũng hay nói, nó không phải thằng dược mà nó là chỉ bổ trợ cho con chim của mình, nó có được đầy đủ chất dinh dưỡng, khoáng, vitamin, vi lượng gì đó để cho con chim mình nó tốt, và nó hỗ trợ cho con chim mình nó sinh sản ok hơn. Nhiều anh em nói cái đó thì làm được thì anh em cứ làm, tại cái này thì hàng này không phải là của mình làm nên mình cũng biết mà mình cũng nhập về thôi. Thì đúng thì mình cũng nói là lịch sử ly là của nó là từ đâu rồi đó, thì cũng chia sẻ với anh em như thế. Như thế thì trong thôi mình cũng xin kết thúc video đây ha. Thì giờ cũng 6:07 rồi, phải 7:35 luôn rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi cho chim ăn và sau đó mình chờ xe gọi mình và mình gửi tiếp cái hai con chim đi về Quảng Nam mọi người. Hội An chứ lộn, quên, đi về Hội An. Và xe đó hôm bữa là cho mình đu cây từ 7 giờ tới 2 giờ mấy, gần 3 giờ luôn rồi.
bữa nay thì mình có sáng sớm mình cũng vẫn có gọi, mình hy vọng là bữa nay mình sẽ gửi chia video, chứ còn nếu mà không gửi được thì chắc là mình sẽ hoàn tiền lại cho bạn đó mọi người. Thì số tiền kia mình vẫn gửi cho người ta bình thường không sao hết, thì mình mở tiếp tục phiên đấu giá lại với cái loại cặp này, hoặc là mình xé lẻ ra để mình chia cho anh em, hoặc là mình làm cái game mình tặng cái gì đó thì cũng chưa biết nữa, thì đợi tới đó mình sẽ tính. Thì hy vọng là mình sẽ gửi được cho bạn đó, tại vì bạn đó là rất là muốn mua được chim ở vùng Nam Cát Tiên mọi người. Thôi giờ mình xin tạm dừng video ha, chào tạm biệt tất cả mọi người.